Rốt cà rốt nha bà con biết rồi, cà rốt mà con thỏ nó ăn cà rốt nhiều thật nhiều, con thỏ ăn cà rốt nhiều thật nhiều mà mắt nó sáng thật sáng. Đó là những người không ăn được cà rốt, nè, những người không ăn được cà rốt là người mắc bệnh vàng da, táo bón, ngộ độc, ngộ độc, natri, rối loạn cho kinh nguyệt, bà bầu, dị ứng với hải sản, say rượu, người đang uống rượu, là những người này không được ăn cà rốt. Uống cà rốt là người có mắc bệnh vàng da nè, táo bón nè, ngộ độc bởi natri nè, rối loạn kinh nguyệt nè, bà bầu dị ứng với hải sản, say rượu và đang uống rượu là không có ăn được, không ăn được cà rốt, không uống được cà rốt. Nhưng ăn cà rốt nó có lợi cho sức khỏe, nó cung cấp cho cơ thể ra sự bền bỉ dẻo dai, tốt cho tim mạch. Trừ những người trên thì dưới này tốt á, ổn định cân nặng tốt chưa, giảm cân, giảm nguy cơ ung thư, hỗ trợ các bệnh về đường ruột, tốt cho mắt trẻ em, lên băng sữa, ho gà, ho khan, chống vi khuẩn, chống bệnh răng, bệnh miệng. Ta ăn cà rốt, người lớn nam nữ một tuần không quá 300 gram, trẻ em một tuần thì không quá 150 gram một tuần, trẻ em và người lớn tuổi thì 150 gram một tuần, còn nam nữ thì không quá 300 gram một tuần. Chúc bà con ta vui trẻ khỏe đẹp khi ăn cà rốt bà con. Bà con ơi, ăn cà rốt cho vui vẻ mạnh khỏe nha bà con. Xin chào, chúc bà con vui trẻ khỏe đẹp nào.